Xin chào các bạn. Trong cái video ngắn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta sử dụng phần mềm Zoom để chúng ta tham gia vào các cuộc hội họp, hội thảo online. Trong những cái chương trình gần đây thì chương trình Zoom online chúng ta đã thu hút khoảng vài trăm người tham dự. Vì thế, đây là một cái nhu cầu rất là cấp thiết trong cái bối cảnh chúng ta phải đối phó với đại dịch nCoV. Trước hết, để mà sử dụng được phần mềm Zoom thì các anh chị phải download cái phần mềm Zoom này về điện thoại hoặc là máy tính của mình. Trong điện thoại ấy, thì các anh chị có thể với iPhone thì các anh chị vào phần cài đặt ứng dụng App Store, sau đó các anh chị vào phần tìm kiếm, các anh chị tìm cái chữ Zoom này, Zoom, và khi mà nó ra Zoom ra cái màn hình như thế này rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái phần mềm tên là Zoom Cloud Meeting. Đó là cái phần mềm mà chúng ta cần. Các anh chị ấn vào cái nút Install ở đây. Ở đây của Hùng là bởi vì đã cài rồi cho nên nó là nút mở. Nhưng mà nếu mà vì trên điện thoại của các anh chị mới chưa cài thì nó sẽ là nút cài đặt hoặc là install. Thì mình bấm vào đó và mình đợi nó download về máy của mình. Nếu như mà các anh chị đang sử dụng không phải là iPhone, có nghĩa là hệ điều hành của anh chị là Android, thì lúc đó nó sẽ có một cái màn hình khi các anh chị tìm kiếm. Các anh chị vào CH Play, đó là cái phần mà cài, cái nơi cài đặt ứng dụng ấy. Thì các anh chị cũng search ra cái phần mềm Zoom. Nó cũng sẽ ra Zoom Cloud Meeting như thế này. Các anh chị thay vào cái chỗ chữ cỡ cài đặt thì nó sẽ là chữ cài đặt. Thì các anh chị ấn vào cài đặt và các anh chị đợi nó download về và nó đã cài đặt lên trên điện thoại. Sau khi các anh chị cài đặt xong ở trên điện thoại của mình thì các anh chị lưu ý cái màn hình, có trên màn hình đã có phần mềm Zoom, chúng ta bật thì phần mềm Zoom lên và chúng ta sẽ thấy một cái giao diện nó gần giống như thế này. Đây là giao diện ở trên máy tính. Nếu ai dùng Zoom trên máy tính ấy, thì chúng ta có thể vào Google, chúng ta search cái phần mềm Zoom. Chúng ta cũng sẽ tìm ra được cái Zoom Cloud Meeting. Tôi sẽ làm luôn cái thao tác đó cho nó đơn giản. Zoom Cloud Meeting. Hoặc anh chị chỉ cần search chữ Zoom thôi là được rồi. Đây, Zoom Cloud Meeting. Như cái này nó cho điện thoại. Zoom Meeting. Nó sẽ ở trên trang web zoom.us. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện của phần mềm Zoom như thế này. Thì zoom.us, các anh chị sẽ thấy có một cái phần resource, tức là tài nguyên. Các anh chị vào phần download Zoom client. Ở đây nó sẽ có hai phiên bản. Các anh chị có thể download cái phiên bản Zoom meeting về máy tính của mình. Sau khi anh chị download về thì các anh chị cũng cài đặt một cách bình thường. Sau khi mà chúng ta cài đặt xong cái phần mềm Zoom rồi, chúng ta bật nó lên thì chúng ta sẽ thấy cái màn hình giao diện nó như thế này. Nó tương tự thôi các anh chị. Ở trong điện thoại nó sẽ khác, nhưng đây sẽ là bản ở trên máy tính. Tuy nhiên nó sẽ có bốn cái nút: New Meeting, Join, Schedule và Share Screen. Thì khi đó cái thao tác của chúng ta để chúng ta tham gia vào cái hội họp nó sẽ là như thế này. Các anh chị hãy tưởng tượng các anh chị được gửi một cái link, trên đó có cái Meeting ID, nó giống như thế này, được thông báo về cái thông tin phòng họp. Các anh chị sẽ nhìn thấy một cái tin nhắn giống như thế này, có thể ở trên Zalo, trên Facebook, Messenger hoặc là bằng cái phương tiện nào đó các anh chị nhận được. Thì các anh chị nhìn, các anh chị sẽ thấy là nó có một cái dãy số ở đây, 954592789, 954592789. Mình copy lấy cái dãy số này. Thông thường thì khi mà các anh chị chỉ cần bấm vào đây thôi, vào cái đường link này, thì nó đã tự động nó nhảy ra rồi. Ở trên điện thoại ấy, nó sẽ tự động nó chạy vào cái phần mềm Zoom của chúng ta và nó kích hoạt. Tuy nhiên là trên máy tính ấy, thì nó hơi lằng nhằng hơn một chút. Chính vì thế một cái cách khác đó là chúng ta chỉ cần copy lấy cái dãy số này, đấy chính là Meeting ID. Chúng ta quay trở lại phần mềm Zoom và chúng ta ấn vào nút Join. Join thì nó sẽ có yêu cầu các anh chị một số thông tin sau, và các anh chị rất phải lưu ý cái chỗ này. Thứ nhất là Meeting ID, chính là cái phòng họp của chúng ta. Các anh chị paste cái dãy số vừa rồi vào đây, hoặc các anh chị có thể đánh bằng tay. Cái điểm thứ hai rất là quan trọng để các anh chị cố gắng làm cái điều này giúp cho Hùng, bởi vì khi chúng ta tham gia vào hội họp ấy, mọi người cũng cần biết các anh chị là ai, các anh chị đến từ đâu để mà có thể tương tác, cũng như là những người mời các anh chị cũng biết là các anh chị đang tham gia vào. Nếu như có gì khó khăn không tham gia được ấy, thì họ cũng biết để mà kết nối và giúp đỡ các anh chị. Thế thì cái công thức để chúng ta set up tên ấy, nó sẽ là gì? Tên của chúng ta ở đây của Hùng là Nguyễn Thế Hùng, nhưng Hùng chỉ đặt là Nguyễn Hùng thôi cho nó ngắn. Thứ hai nữa là cái người bảo trợ Diamond của mình, của Hùng là Hà Hiếu, thì Hùng ghi Hà Hiếu vào đây.
Thế trong nhóm mà các anh chị nhận được video này thì đa phần các anh chị cũng đều ở trong nhóm của anh chị Hà Hiếu Diamond, cho nên chúng ta có thể ghi là tên này cộng với lại Hà Hiếu này, gạch ngang Hà Hiếu này, sau đó gạch ngang chúng ta điền vào cái phần nơi ở của mình. Ví dụ như các anh chị ở Hồ Chí Minh, các anh chị ghi Hồ Chí Minh, ở Nha Trang ghi Nha Trang, ở Phú Thọ các anh chị ghi vào đây là Phú Thọ. Khi mà các anh chị điền tất cả những thông tin này thì đây là một trong những cái điều kiện bắt buộc khi các anh chị tham gia vào những chương trình lớn thì người ta sẽ giám sát. Hoặc là ví dụ khi các anh chị tham gia vào các chương trình online của công ty ấy, thì họ sẽ yêu cầu các anh chị điền là mã số ADA, thì các anh chị điền ADA của anh chị vào đây, tức là cái mã số Amway cộng với tên ở phía sau. Các anh chị có thể tích vào hai cái này cho Hùng. Thứ nhất là tắt video và thứ hai là không kết nối cái đường tiếng. Sau đó các anh chị ấn nút Join. Như vậy là các anh chị đã tham gia vào phòng họp. Khi các anh chị tham gia vào phòng họp ấy như thế này này, thì các anh chị sẽ thấy này, đây này, participant này. Bởi vì cái phòng họp này là Hùng lập ra để Hùng làm thử, nên là khi vào cái lập tức là đây đã có hai thành viên. Và thông thường các cái buổi họp của ta nó sẽ có hàng trăm thành viên. Có thêm hai cái điều lưu ý nữa mà các anh chị cần. Đó là thứ nhất, các anh chị chú ý vào cái nút ở bên dưới này là Join Audio. Trên phần mềm của các anh chị nó cũng sẽ có. Đó là các anh chị bật để nghe tiếng. Mình có thể lựa chọn là Join with audio, computer audio hoặc là phone audio. Hoặc có chỗ nó sẽ... Trong khi mà diễn ra buổi họp thì các anh chị làm ơn là tắt giúp cho Hùng cái audio này. Các anh chị bấm vào đây và các anh chị chuyển sang cái nút là nó sang cái chế độ unmute. Đấy, để nó không bị vọng. Cái thứ hai, nếu các anh chị muốn mọi người nhìn thấy mình thì các anh chị bật chế độ video, start video. Đấy, còn nếu không thì các anh chị tắt nó đi. Và các anh chị đã có thể theo dõi toàn bộ cái hoạt động, cái nội dung của cái chương trình đào tạo của chúng ta ở trên Zoom. Thì đây là một công cụ rất là quan trọng để chúng ta tham gia vào hội thảo đào tạo phát triển kinh doanh trong thời kỳ này, trước khi chúng ta có những cái buổi offline khi mà đã hết dịch. Thì đây là cái lưu ý.